10でやろうかな。めっちゃいい。
あれか、消しゴムマジックしてもらえば。あ、そうです。あとさ、ライトアップしたらどういうふうに？すげえ太いな。なんかアイスクリームに食べたいね。ホットクリーム。
Thank you.
Đi về nha. Đi về, đi về. Đi về, ta ra cửa rồi. Đi về, máy tôi gặp bên kia, tôi không giống. Trời, sao ta ra cửa rồi. Chỗ mà bông màu hồng hồi nãy đó, xong rồi đâm thẳng lên nó có một cái cửa ra duy nhất thôi. Ủa cái chỗ mà nãy mày đợi tao mày nhớ không? Giờ mà nãy mày đợi tao á. Mấy cái trời ơi, thiệt tình luôn, mới đi về mà không nói cho tôi nghe. Hả? Cái chỗ mà có cái bông màu hồng bự bự đó. Thank you.
Ra cửa rồi, cửa ngay chỗ có một cái lối ra như trong là cái siêu thị đúng không? Cái chỗ bán đồ lưu niệm á, xong mình đi ra cửa đó, tao thấy mày kìa. Ê, nó nghe nè. Dạ. Cái này chơi đi, không đưa thuốc rồi về. Vô đi ra đây rồi chơi gì nữa là chơi, đi ra ngoài này rồi vô gì tao có vô được nữa đâu mà chơi. Mày nói là đứng này chụp hình đi. Không, đâu có chụp đâu. Trong trọng cứ đợi ông nãy giờ đâu. Hồi nãy là đậu xe bên dãy bên kia mà. Thì qua cửa bên này. Ủa, không phải đi ra ngoài, ra ngoài. Ở đây bãi đậu xe. Ờ, xe buýt quá trời xe buýt luôn các bạn. Nghe yeah. Xe tour đó. Ừ. Xe tour, nội địa mà nước ngoài nó cũng cho vô, nó cũng giới thiệu địa điểm này mà, tại vì đây nổi tiếng mà, khu này kỳ nổi tiếng. Ga kìa, nó đi thẳng là ba bước là tới ga đó. Ai về đâu mời mày đi ăn mì hả? Tôi cũng hết tiền luôn rồi, tôi cũng tính mời ông, tôi hết tiền. Tao tao trả cho tội nghiệp mày quá. Làm gì tội nghiệp? Tức là tôi ché xe không, đáng lẽ là ở trên mình luôn á. Nhưng mà tại do là hết tiền. Mì có 2.000 làm giống như 20 ăn vậy. Mà nội, gặp cái là quên rút tiền nó nãy sát lắm. Đẹp có mấy cái. Mày thấy tấm hình ở trên là Chicago. Ở trên là gì? Tấm hình đã chụp ngay góc đó đó. Nhưng mà có điều là người ta là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đúng không? Người ta chụp rất là đẹp. Lúc đó là người ta không có người. Còn mình thì mình không có vé vô cái khúc thời gian đó. Đăng chưa? Đăng được cái gì chưa? Chưa có đăng, đang chỉnh sửa thôi. Thấy ổng cần chỉnh gì đâu, hình đã đẹp. Thấy ghê, đăng mà, sửa rồi. Mà cái mặt mình sao để vậy đi, sửa làm vậy? Nói xong rồi về mấy em nói cái gì? Hình ảnh trên mạng và hình thực tế. Ở gì? Ở Saitama nó còn một cái chỗ có hoa tử đằng cũng đẹp. Cây đó nó cũng cổ thụ cũng mấy trăm năm. Nói chung là nó không có nổi tiếng mà góc này để giờ người ta vô mà để ăn tối người ta về. Bây giờ nó mở cửa tới 9 giờ mà. Gà kìa gì? Đó, Shikaga đó. Đâu? Đó, trước mặt bạn. Đây hả? Đó, ừ. À, cái gì? Tự nhiên tôi nói quán kêu rồi. Ashikaga phải không? Mấy chàng nhà ga Ashikaga. Để tôi dọc cho địa chỉ. Đó bạn.
Vừa bước xuống ra là tái luôn. Đẹp quá. Bạn tôi mới nói giờ sẽ giống quà giả. Cái gì ở mấy nước khác không có thì người ta nghĩ nó là giả. Không có, mọi thứ cũng có đâu nha. Có nhưng mà cái điều nó không nổi trội, nó không không đẹp như nguyên cái gì sổ. Ở gà đó đúng không? Asikara đúng không? Asikara là bộ bác. Yeah. Asikara, tên công viên là tên gà luôn. Mà tra trên mạng thấy cái gì. Vừa bước vô gà là ngay cổng công viên luôn. Gì mà bộ tôi nó đi xuống dưới nó xa lắm, xa lắm, bên đèn xe biết đủ má nó già đó bực bội lắm, nó làm biến đi xa lắm. Không phải, tức là ngày xưa cách đây khoảng vài năm gì trước là nó không có, nhưng mà do lý do là do cái công viên này nó quá nổi tiếng nên là nhà nước mới mở một cái ga. Cái ngày xưa thôi ở đây không phải ga đâu, biết chỗ vô bữa hổm tính đi đó thì ổng hồi xưa không biết, ngày xưa giờ không biết, ổng không có cập nhật tin tức rồi xin mình ra đó. Giống mùi khô mực quá ha. Khô mực tươi thôi. Mắt chết mẹ 700. Em đi đáy không? Đi ở đáy đâu. Cho nên là ừ, mắt chết.
はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。多分ねえよ。